nhu cầu làm đẹp không chỉ là đặc quyền của phái nữ. Trong những năm gần đây, nam giới bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe và vẻ đẹp của làn da. Không chỉ riêng với nữ giới, làn da đẹp và sáng khỏe còn giúp nam giới tự tin trong cuộc sống, đặc biệt là với những người có tính chất công việc phải thường xuyên gặp gỡ và giao tiếp. Thế nhưng, các anh lại không biết chăm sóc da mặt như thế nào mới hiệu quả. Vì thế, khiến làn da của các anh bắt đầu đen sạm đi, bề mặt da sần, dầu nhờn, mụn xuất hiện và tốc độ lão hóa cũng diễn ra cực nhanh. Dù biết rằng đến các cơ sở làm đẹp sẽ có người giúp mình tư vấn, chăm sóc da, nhưng tâm lý các anh sẽ e ngại vì nghĩ rằng chị em sẽ nghĩ mình không nam tính, ngại khi có người chạm vào da, ngại khi chạm mặt với chị em ở những nơi làm đẹp. Thế nên, lựa chọn dịch vụ chăm sóc da mặt tại Mỹ viện Minh Đan, mọi lo lắng của các anh sẽ được tan biến. Mỹ viện Minh Đan, nơi làm đẹp uy tín và chất lượng, luôn có cam kết và bảo hành. Tại đây, các anh sẽ được các bác sĩ nam trực tiếp thăm khám da và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng da của mình. Đến với Mỹ viện Minh Đan, sẽ có phòng tư vấn chăm sóc da và khu làm đẹp riêng biệt dành cho cả nam và nữ. Thiết kế phòng làm đẹp với các giường được ngăn cách bằng rèm, đảm bảo sự riêng tư, chất lượng dịch vụ cao, an toàn và hiệu quả. Sau khi đã được tư vấn và đưa ra liệu trình điều trị phù hợp, các kỹ thuật viên bên em sẽ bắt đầu đi vào liệu trình điều trị cho khách. Quy trình điều trị mụn VIP chuẩn y khoa tại Mỹ viện Minh Đan sẽ như thế nào? Bước thứ nhất, kỹ thuật viên bên em sẽ tẩy trang, làm sạch da, lấy đi bụi bẩn và dầu nhờn trên da. Bước 2, tẩy tế bào chết giúp làm sạch da mặt và loại bỏ các tế bào da già cỗi. Nếu không loại bỏ những tế bào da chết sẽ khiến cho da bị bít tắc lỗ chân lông, rất dễ gây ra mụn. Bước 3, massage lưu thông mạch máu giúp giảm căng thẳng mệt mỏi và giảm thiểu nếp nhăn, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, trẻ hóa da mặt. Bước 4, sủi da tẩy tế bào chết giúp tẩy sạch sâu các chất bẩn trong da bằng cách phát ra các sóng siêu âm và sử dụng rung động để đẩy bã dầu, bã nhờn, mụn đầu đen, mụn cám tích tụ trong các lỗ chân lông được thoát ra bên ngoài. Bước 5, sử dụng máy nâng cơ mặt sẽ tạo ra những chuyển động rung và xoay nhẹ nhàng, tác động đồng đều lên các vị trí trên khuôn mặt. Bước 6, kết hợp sử dụng máy sông nóng có tác dụng làm giãn nở lỗ chân lông, sạch bã nhờn, kích thích lưu thông tuần hoàn máu và cấp ẩm cho da. Bước 7, tiến hành hút dầu mụn, giúp loại bỏ nhân mụn, bụi bẩn và dầu thừa, từ đó hỗ trợ việc điều trị mụn, giúp làn da sáng và sạch sâu hơn. Bước 8, kỹ thuật viên sẽ lấy nhân mụn chuẩn y khoa cho khách với bộ dụng cụ riêng biệt cho mỗi khách hàng, giúp cho việc điều trị mụn nhanh hơn, tránh trường hợp mụn lây lan ra những vùng da khác. Anh nặng có đau không anh? Anh thấy cũng bình thường, chả đau gì cả. Nó hơi nhẹ một xíu rồi. Nếu mà có đau quá thì anh nói em nha. Anh thấy nó hoàn toàn bình thường. Bước 9, sau khi lấy sạch nhân mụn, kỹ thuật viên sẽ sát khuẩn lại toàn bộ da mặt cho khách để đảm bảo những vùng da mụn được xử lý sẽ được khử trùng và diệt khuẩn một cách tốt nhất. Bước 10, dùng máy ánh sáng tím để giúp làm sạch da tự nhiên và kháng khuẩn, giúp trị mụn và ngăn chặn sự tấn công của mụn mới. Bước 11, laser ánh sáng xanh giúp triệt tiêu, giảm sưng, giảm viêm, giảm tiết bã nhờn cho da. Bước 12, đắp mặt nạ ngọc trai Dan Spa giúp làm trắng da, hỗ trợ ngừa mụn, mờ thâm, dịu da, xe khít lỗ chân lông. Bước 13, thoa tinh chất serum kết hợp điện di búa lạnh giúp căng bóng, phục hồi da, thu nhỏ lỗ chân lông. Bước 14, thoa kem khóa ẩm và chống nắng để bảo vệ làn da cho khách trước khi ra về. Bước cuối cùng, sử dụng máy Omega Light giúp kem thẩm thấu vào da và làm dịu da sau khi làm liệu trình điều trị mụn chuẩn y khoa tại Mỹ viện Minh Đan. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.